Welcome to SBFF, tiếng Việt miền Nam cho người nước ngoài. New year, new thing, we will show you a playlist called 100 Vietnamese Common Words. But in this video, we will cover just 10 words. Okay, let's get started. So here, what we're gonna do, we will read the word first and then make a sentences and some situation related to that word. Okay, you will hear both my voice and Thương's voice, so you can expose yourself better to the Vietnamese language. Now, the first word, một, chào. Chào. Chào Thương. Chào Phi. Chào chị. Chào anh. So, hey, cảm ơn. Cảm ơn. Đây, để anh. Cảm ơn anh. Không có gì. Số 3. Cho hỏi. Cho hỏi. Em ơi, cho hỏi bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 4 giờ. Số 4. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Không có gì. Số 5. Giùm làm ơn. Giùm làm ơn. Chị làm ơn cho em một ly trà đá. Có chai ly không? Rồi chơi luôn. Cảm ơn chị. Xách giùm em cái túi. Cảm ơn chị. Không có chi. Đó. Số 6. Tôi. Tôi. Tôi tên là Phi. Tôi sống ở Sài Gòn. Tôi tên là Thương. Nhanh lên. Tôi là giáo viên. 7. Em, anh, chị. Em, anh, chị. Anh chào em. Em chào anh. Chị. Em chào chị. Chào em. Được, được. Hay đó. Số 8. Không. Không. Em biết nói tiếng Thái không? Không biết. Anh biết nói tiếng Campuchia không? Không biết. Số 9. Tôi 29 tuổi. Tôi 20 tuổi. Em tên gì? Dạ, em tên Thương. Số 10. Cho anh mượn cái điện thoại được không? Được. Cảm ơn. Anh cho em mượn cái đồng hồ được không? Được. Anh cho em mượn cái nón được không? Được. Anh cho em mượn cái dĩa được không? Được. Anh cho em mượn cái quần được không? Không được. So those are the first 10 words in the list 100 Vietnamese common words I want to show you. If you want to have a Skype lesson with us, check on the description below. Free trials for everyone. If you find these videos useful, like and share. If you want to see more video in the future, click on the subscribe button below. And we will see you next time. Chào bạn.